Khi mà cha hiện về á là cũng cái khuôn mặt này y chang vậy. Cho nên mấy ông thầy tạng mà có thành không á, giỏi là Rinpoche giỏi á. Cái mấy ông nhìn tượng, nhìn hình. Cái lúc mà ngồi gần sư phụ á, cái cha về nói chuyện để sư phụ giới thiệu á, ông quảng hồn. Ông nói cha mày thiệt á, giống vậy luôn. 100% luôn á, mẹ cũng vậy. Mẹ ở trong cái vô vi á cũng như hai mấy tuổi. Đố mấy con sư phụ trong cái vô vi như thế nào? Tức là nói chúng là sư phụ thử 100%. Mẹ đông quá. Đúng là nói chúng. 13 tuổi. Hả? 5 tuổi. Thì bao nhiêu cái information hồ nói trên mạng đó cứ gáp lại thử. Mấy con ngồi thiền có cái lực đi rồi gần sư phụ thì tứ tinh sư phụ bước ra tự nhiên con thấy. Bởi vì mấy ông thầy Việt Nam là qua nói sư phụ đâu biết ổng có thành thông hay không. Cái sư phụ dụ mấy ổng vô cái phòng của mấy ông rồng, vô ngồi gần sư phụ. Mà ông nào mà thấy được sư phụ á, ổng mới giật mình phải không. Còn ông nào mà cứ nhìn mà thấy tiền túi của sư phụ là ông đó là xong. Tôi chưa tới. Còn nào mà nói trúng kìa là mới là giỏi. Cô đẹp trai lắm. Ừ, con khỏe không con? Hôm qua làm sao vậy? Hôm qua nói chiều hôm qua nhưng mà ba bị tối á. Nhưng mà chơi ngắn này nè. Đông quá. Ngày mai còn nữa. Ngày mai mình cũng được tầm lắm gì nè. Ủa cái lò đó. Dành lại nha. Có sư phụ có bốn chị nào đem tròn, quay một vòng cho thấy hết bà con. Hello, cái này để ngoài ai hỏi gì? Sư phụ hôm bữa mấy clip trước đó, con có nghe là sư phụ nói bây giờ cái họ ôn hòa lại rồi á. Vậy thì con hỏi là thiên tai nó còn nữa không? Và biến địa trong tương lai nó còn xảy ra nữa không sư phụ? Hiện giờ tạm thời khí hậu cái gì nó là ôn hòa, mưa thượng gió hòa. Còn cái chuyện biến thiên biến địa mà cái chuyện mà Ring of Fire là dòng đai lửa đó, cái chuyện đó là chuyện lớn. Cái chuyện đó là bề trên sẽ đưa một cái dân tộc nào lên làm cường quốc và một cái dân tộc nào đang mạnh trở thành yếu. Và những cái nước nào nghiệp nặng nghiệp ít giống như Siro Vancouver ở trong gần xa không phải không, nghiệp nặng phải không. San Francisco với cái vùng thổ tả này nó ghét cái núi mình cực kỳ đúng không. Rồi với cái đám thổ tả hai thách ở đây nè, nó gọi là cái gì đó, nó cũng có cái nghiệp á.
thì cái đó chuyện đó sau này nữa. Còn chuyện trước mắt á là mấy gì đó là mưa thuận gió hòa, có nghĩa là trong mấy năm gần đây đó con thấy tuyết ở cái miền Bắc nước Mỹ là thấy là không có đúng rồi, bão tuyết biết nhiêu người chết rồi, lũ lụt Cali mình cũng là không đúng, hạn hán ở Việt Nam cũng không đúng, rồi bên Trung Quốc con thấy mấy cái hồ á là khô cạn là không đúng. Những cái đó bắt đầu qua cái năm nay mới á, sẽ hết. Nhưng mà còn cái chuyện kia là một cái bộ phận khác, chứ không có biết được ngày và giờ. Rồi tự vì cái đó là mấy vị nói là để cho nước Mỹ làm cường quốc một thời gian, khi mà nước Việt nó vững rồi đó thì mới có thể sẽ có những chuyện đó. Tại vì trong thấm cơ nói sau này nước Việt lập hội Đông Hoa rồi thì những nước khác sẽ từ từ sẽ phục. Bây giờ họ mạnh hơn mình sẽ họ phục, thì con phải ngồi chi ra rồi tính lại thì nước Việt lúc đó tại sao nhỏ thì thành ra cường quốc. Tại vì sau này mình ở gần biển nó có thể dàn ra tới Philippines luôn, tại vì nước biển nó sẽ dồn ngập hết cái châu Mỹ này, hay ngập luôn Âu Châu nữa, thì đâu còn mấy thằng Pháp mấy thằng Anh nữa, thì nước Việt mình nó bự hơn. Thì trong thấm cơ nó như vậy, là có cái bài mấy vị nói là hình rồng sẽ hóa thành hình rùa đó, con rùa nó mập hơn đúng không, rồi gà lôi là nước Tàu đó là mất đầu mất đít đó. Lấy lá chọn nữa. Kêu vô đây ngồi đi. Rồi, nếu nào có câu hỏi gì cứ hỏi. Dạ sư phụ. Cắt hai cái đó đi, cái này không có quốc. Dạ, con có câu hỏi là khi mình đang ở là sư phụ nói mình ở địa cầu 68, và sau này thời Thượng Quân Thánh Đức có mình để cái quả địa cầu mình có đưa lên quả địa cầu 67 không sư phụ? Đó là sư phụ cũng không có chưa hỏi gì cái đó. Dạ. Mình đang ở 68 thì làm 68 làm sao làm nghe 67 được? Đây con cũng không hiểu sao giống như mình có 7 trong kinh Thiên Tâm là nói là 72 địa cầu, 3000 thế giới, 72 địa cầu là tương di núi 4 bộ châu. Vậy 72 địa cầu đó nó ra sao sư phụ? Thì ở ngoài kia là cũng có những cái hành tinh giống như mình mà họ hình thù khác hơn mình. Nó tới 3000 địa cầu thì tất cả đều là do cha cai quản hết. Cho nên thường nói là thụ đầu thai khắp tất cả các hành tinh là vậy. Không phải ở cái thế giới này không là 1800 kiếp đâu. Nó phải cộng những cái thế giới kia nữa. Dạ thưa sư phụ, con tên là Thi Nguyễn Dung. Cái câu hỏi của con nó cũng hơi personal nên là con không biết là con có thể hỏi được ở đây không ạ? Thôi thì con không ngại thì phơ luôn. Dạ. Dạ, con nhớ cái ngày đầu tiên con lên Thiên Long Sơn á thì con lên điện mẫu, con có xin cho con của con là cháu nó bị ADHD để gặp được sư phụ, để sư phụ giúp cho cháu ngày càng tốt đó, thì con có hứa với lại cha với mẹ là khi Phật Di Lạc xuất dịch, Phật Di Lạc đi giảng kinh đó, thì con sẽ đi để phục vụ cơm nước cho Phật Di Lạc. Mà bây giờ con không có biết là
con có được làm nhiệm vụ đó hay không? Nếu con không có được làm thì là con sẽ thất hứa với cha mẹ. Nên là con cũng xin sư phụ cho con một một lời khuyên. Tức là sợ không được nấu cơm cho con chưa làng ăn hả? Dạ không, con đi theo để. Chứ vậy thôi hả? Nên con nên nhớ nha. Cái này là 90% thuộc là người trong cuộc. Nhưng mà những cái bề trên chỉ cho sư phụ nói cái gì nói, cũng không có giải thích chi tiết. Rồi đến lúc mà làm cái certificate thì sư phụ là giáo chủ number 2 của cái giáo Thiên Tâm. Thì ở trên cũng có nói là cái đạo này nằm ở trên trời đã có hàng nghìn năm của trời rồi, thì là rất là lâu rồi. Các tiên chúng và những tầng trời kia cũng là đang đạo này, cho nên mình không phải chỉ có huynh đệ tỷ muội ngồi đây, mà ở trên trời mình cũng có, là cũng là đạo của cha của Phật Di Lạc. Mà ở thời nay á, cái chữ Di Lạc có nghĩa là làm cho dân an cư lạc nghiệp, chứ không phải là cái đó, tại trong sấm cơ nói mà. Mà theo giờ tại sao lại number 2 thì sư phụ không hiểu, hỏi mấy vị thì bây giờ không có giải thích là sao là number 2. Thì bây giờ sư phụ mới hiểu, à sư phụ của sư phụ tức là Đức Quỳnh Phú Sổ là ngài là number 1 của Di Lạc, sư phụ là number 2 của thời Di Lạc, sư phụ là đón vậy thôi, thì chắc là đón trúng á. Cho nên con cứ nấu cơm cho Đức Thầy ăn đi. Còn muốn nấu number 2 thì giờ đưa gói xôi đây. Muốn cái nào? Dạ tại con năm mươi quán đã hơn con hứa là nếu mà Phật Di Lạc đi đi rao giảng á, là con sẽ người đi phục vụ lâu dài hay okay, thì cái tâm nên đó. Là con dạ con sợ là con nếu con không làm được thì con thất hứa với cha mẹ, tại vì con đã hứa ở trên điện mẫu, nên là con xin sư phụ cho con biết là bây giờ con nên làm như thế nào ạ? Con lo cái thằng này là không xong nữa, là Phật Di Lạc. Cái thằng cái bên kìa, nó hồi xưa nó ghê gớm, bữa nay thụ giờ đầu nó hoài, nó đỡ rồi, 3-4 năm nào. Bây giờ cháu tốt lắm rồi ạ. Hồi xưa nó trụ hay gì lắm. Lo nó đi. Dạ. Nó là Phật Di Lạc của con này. Con sư phụ. Nó mà an lạc là nó là Phật Di Lạc của con. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Ngán lên thì nó đang ngồi cái bên đó. You are number 3 à. Cái cái lòng mình khấn, ai thiếu gì cái lòng như cho con này cũng khấn, ai cũng khấn á. Khi mình phát tâm rồi mình quá quải cái thế gian đau khổ này thì mình có thể phát tâm mình khấn đủ kiểu, nhưng mà mấy vị chính được cái lòng mình lúc đó là được rồi. Còn cái chuyện mà những cái người mà thực hành á là những người phải có mang cái sứ mệnh, nó không phải xuống xác phàm rồi khổ rồi mới khấn, phải khấn từ lúc ở trên kia kìa, nguyên lực từ trên trời kìa, chứ không phải mình xuống đây rồi mình thấy cuộc đời như vậy rồi mình khánh thì cũng là tốt chứ không phải là gì, cũng nên khánh. Nhưng mà lúc mà mình ở đời với nhau á, cha mẹ hay anh em hay vợ chồng lúc mà đang yêu nóng bỏng á, đừng có thời tầm bậy. Anh sẽ em suốt đời hay là em sẽ chung thủy với anh suốt đời, đời này sang đời nọ đừng khánh kiểu đó. Đến lúc mà cà canh không lành, cơm không ngon á là thôi. Muốn lấy là thời đâu có lấy được. Nên có những câu chuyện đó, là có những cái cây á, rễ nó quấn với nhau là do những lời thời á. Thì cái người kia không có đủ phước thành cây thì cái người kia thời cũng thành cây luôn. Cái người kia không đủ phước thành chó thì cái người kia, người nữ cũng đầu ai thành chó. Mới chung thủy phải không? Thì mấy con muốn gì cứ thời cho đã đi. Thế là không có nên thề, tới đâu hay tới đó. Mình biết mình giữ giới là được rồi.